nếu điều chỉnh theo tỷ lệ chuột giá, tài sản mà tỷ phú huyền thoại John Davidson Rockefeller tích cóp được là nhiều nhất mọi thời đại. Trước và sau ông, vẫn không có người nào trên thế giới giàu bằng ông. Cho đến khi mất vào năm 1937, giá trị tài sản của ông trùm dầu hỏa Rockefeller là 1,4 tỷ đô, trong khi GDP của Mỹ thời điểm đó là 92 tỷ đô la Mỹ, tức là bằng 1 phần 65 GDP quốc gia, so với 1 trên 152 GDP của Bill Gates vào thời điểm Hoàng Kim năm 2006. Điều đáng nói là Rockefeller đã tạo dựng sự nghiệp từ tay trắng. Vậy gương mặt huyền thoại này đã làm giàu như thế nào? Và trước khi bắt đầu tìm hiểu về bí quyết làm giàu của vua dầu mỏ Rockefeller, đội ngũ sáng tạo của Vân Tùng Discovery rất mong nhận được sự ủng hộ của mỗi anh em ở đây. Mỗi like, mỗi subscribe từ các bạn là động lực mạnh mẽ để Vân Tùng tiếp tục hành trình khám phá này. Đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn anh em rất nhiều. John Davidson Rockefeller sinh năm 1839 tại New York và con trai thứ hai trong một gia đình có 6 người con. Khi còn trẻ, John Davidson Rockefeller kể rằng ông có hai tham vọng: kiếm được 100.000 đô la Mỹ và sống đến 100 tuổi. Ông mất ngày 23 tháng 5 năm 1937, chỉ 26 tháng trước sinh nhật lần thứ 100. Và giá trị tài sản mà ông sở hữu là 1,4 tỷ đô la Mỹ. Ông sinh ra tại Red Fork. Rockefeller trưởng thành trong một gia đình nền nếp, nguyên tắc và kỷ luật, đức tính cần kiệm là chuẩn sống luôn được nhắc nhở và đề cao. Thoạt đầu họ là những người thuộc dòng tộc Rockefeller, theo các nhà phả hệ học đến từ Mỹ năm 1720, từ gần vùng Copland bên bờ sông Rhine. Sau khi từ bỏ làng quê tại tỉnh Languedoc, miền Nam nước Pháp, bố Rockefeller là ông William kiếm sống bằng nghề lang vườn, thỉnh thoảng buôn bán lặt vặt, và mẹ ông là Aliza Davidson, chỉ là một người nội trợ bình thường. Tuy nhiên thì chính những người ít ăn ít học đôi khi lại là những người biết cách dạy con tốt nhất. Sau này Rockefeller kể lại rằng mình học những bài học vỡ lòng về kinh doanh và thương trường từ bố ngay từ khi vừa biết nói và biết đi, và học được cách sống cần kiệm từ bà mẹ giỏi vun vén, người sẵn sàng dùng cán chổi để bắt con cái phải biết làm việc siêng năng, biết sống chia sẻ và biết làm người. Tất cả trải nghiệm đầu đời về kinh doanh đã được kể trong quyển Những tản mạn về người và việc, quyển sách duy nhất mà Rockefeller viết và ấn hành. Từ khi còn là một cậu bé, Rockefeller đã được thể hiện tài năng kiếm tiền thiên bẩm của mình. Năm tôi 7 hoặc 8 tuổi gì đó, Rockefeller kể, tôi bắt đầu từ những thương vụ đầu tiên với sự giúp đỡ của mẹ. Tôi có vài con gà Tây được mẹ giúp nuôi, tôi chăm sóc chúng rồi bán, tiền thu được chẳng tiêu gì cả và tôi giữ lại rất cẩn thận. Chuyện kể rằng, chẳng phải tự nhiên mà Rockefeller được mẹ cho không lần gà. Có lần chúng đi lạc mất vài ngày và mẹ hứa với Rockefeller rằng cậu sẽ được toàn quyền sở hữu chúng nếu chịu khó bỏ công đi tìm lại được. Và đó là vụ làm ăn đầu tiên của ông với sự giúp đỡ của người mẹ. Ngoài ra, ông còn dùng tiền mua kẹo sau đó chia thành nhiều miếng nhỏ rồi bán lại cho các anh chị em của mình để kiếm lời. Năm 12 tuổi, nhờ nuôi gà và làm việc vặt cho hàng xóm hay bán kẹo, Rockefeller đã tiết kiệm được 50 đô la Mỹ. Ông đã nói, ấn tượng sâu sắc đầu tiên của tôi là hãy để đồng tiền thành nô lệ của mình, chứ không biến mình thành nô lệ của đồng tiền. Và quả thực Rockefeller còn đạt được rất nhiều hơn thế. Năm 1853, gia đình Rockefeller dọn đến một nông trại gần bang Ohio. Thời điểm đó, gia đình còn hoàn cảnh đến mức dù bố ao ước cho Rockefeller vào đại học nhưng vẫn không thể. Tuy nhiên, Rockefeller không chịu an phận với viễn cảnh mịt mù, trở thành anh nông dân quanh năm chỉ biết đàn gà hay đụn cỏ. Bỏ ngang trung học, cậu theo học khóa kế toán sơ cấp ngắn hạn từ một trường đại học cộng đồng. Năm 15 tuổi, Rockefeller làm việc cho một nhà thờ. Lúc đó thì nhà thờ đang trong giai đoạn khủng hoảng tài chính. Thế là Rockefeller phải đứng trước cổng xin tiền giáo dân mỗi sáng chủ nhật để gây quỹ giúp nhà thờ trả nợ. Ở tuổi 16, John Rockefeller quyết định rằng cần phải có một công việc và ông đã bỏ qua 100 công ty trước khi ông tìm được một công việc tại văn phòng kế toán. Tại đây, Rockefeller luôn là người đến làm việc đầu tiên vào khoảng 7 giờ sáng và là người cuối cùng rời đi lúc 9 giờ tối. Rockefeller làm việc chăm chỉ bởi ông hiểu rõ nhất những gì là cần thiết. Và sau đó, trong một khoảng thời gian ngắn, nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng. Lúc đầu, ông là trợ lý thiết kế với mức lương được trả là 50 đô la Mỹ cho hơn 3 tháng làm việc. Và ông phải chi trả cho tiền thuê nhà, tiền giặt ủi cũng như 25 xu cho một ông cụ nghèo và 50 xu cho một bà già cơ nhỡ. Ledger A cho biết thêm, từ 24 tháng 11 năm 1855 đến tháng 4 năm sau, Rockefeller chi 9 đô la Mỹ cho quần áo và làm từ thiện 5,58 đô la Mỹ. Cặm cụi làm cho Hewitt và Tootle. Cuối cùng thì Rockefeller bắt đầu làm lên trước kế toán chính thức được trả 500 đô la Mỹ một năm. Rồi 700 đô la Mỹ sau một năm nữa, rồi khi đòi 800 đô la Mỹ bị từ chối thì Rockefeller quyết định nghỉ việc. Học được các thủ thuật điều hành cũng như những ngóc ngách làm ăn trong vài năm làm cho Hewitt và Tootle, năm 1858 ở tuổi 19, Rockefeller bắt đầu lập doanh nghiệp riêng. Với phần hùn của Murray B. Clark, mỗi người góp vốn 2.000 đô la Mỹ, Rockefeller chỉ có 1.000 đô la Mỹ và phải vay phần còn lại từ bố với mức lãi 10%.
Công ty Clark & Rockefeller ra đời và thành công gần như ngay từ vạch xuất phát, Rockefeller tiếp tục mở rộng doanh nghiệp bằng cách vay khắp nơi. Sự nổi tiếng về tinh thần tiết kiệm cũng như tư duy chia sẻ cộng đồng đã giúp ông tạo dựng được niềm tin từ các ngân hàng. Rockefeller tổ chức điều hành doanh nghiệp cực kỳ hiệu quả, bén nhạy trong cạnh tranh và tinh quái trong giao dịch. Tuy nhiên, ông vẫn sống cần kiệm và đơn giản. Gần như tất cả đồng lời nào có được cũng tích cóp và sử dụng cho mục đích tái đầu tư. Vì thế, Rockefeller gần như có đủ vũ khí cần thiết để nắm bắt cơ hội và đánh những trận quyết liệt vào công nghiệp dầu khi dầu hỏa được phát hiện tại Pennsylvania năm 1859. Năm 1862, Rockefeller bắt đầu bước vào lĩnh vực dầu. Sau khi bỏ ra nhiều đêm nghiên cứu tường tận mọi khả năng cơ hội lẫn rủi ro, cùng với Murray B. Clark, Rockefeller đầu tư vào nhà máy lọc dầu của Samuel Andrew. Thế là hai công ty khai thác kinh doanh dầu Andrew và Clark & Co. đã ra đời. Lúc đó thì Rockefeller còn trẻ và không có tên tuổi trong công nghiệp dầu, nên công ty không có tên ông. Năm 1863, Andrew & Clark & Co. xây dựng một nhà máy lọc nhỏ ở bên sông Kingsbury Run gần Cleveland. Thời điểm này thì công nghiệp dầu còn chập chững và đầy rủi ro, nên chẳng lạ gì khi có nhiều ý kiến hoài nghi về khả năng thành công và chắc hẳn là Andrew, Clark & Co. không đủ sức đi xa. Lời đồn đoán thật không may lại thành sự thật, công ty bị giải thể và phải bán đấu giá nhà máy. Phần mình thì Rockefeller vẫn không lùi bước, ông quyết định mua lại nhà máy với giá 72.500 đô la Mỹ mà hầu hết trong khoản trên đều đi vay, đổi tên thành Rockefeller and Andrew. Rockefeller tái tổ chức hoạt động kinh doanh. Năm 1867, Rockefeller and Andrew mua thêm một nhà máy lọc dầu. Và đây là thương vụ đầu tiên trong loạt thương vụ sáp nhập mà Rockefeller can quét lĩnh vực công nghiệp dầu nước Mỹ, để cuối cùng tạo ra công ty Standard Oil vào năm 1870 khi ông mới 31 tuổi. Đến trước năm 1872, gần như tất cả công ty lọc dầu tại Cleveland, Ohio đều bị Standard Oil mua đứt. Chỉ trong 2 tháng năm 1872, Standard Oil thâu tóm đến 22 trong số 26 đối thủ tại Cleveland. Standard Oil bắt đầu trở thành hãng dầu khổng lồ với số vốn 2,5 triệu đô la Mỹ. Không lâu sau, Standard Oil có thể lọc được 29.000 thùng dầu thô một ngày. Tập đoàn sở hữu nhiều tàu dầu với tải trọng hàng năm hàng ngàn thùng, nhiều nhà kho và vô số nhà máy sản xuất sản phẩm hóa dầu. Tất cả tài sản trên được nhập vào Standard Oil Trust năm 1882 với số vốn lên đến 70 triệu đô la Mỹ, rồi tăng lên 95 triệu đô la Mỹ. Standard Oil trở thành con khủng long trong ngành công nghiệp dầu thế giới với sự phát triển cực nhanh mà chẳng đối thủ nào địch lại. Với sự có mặt của Standard Oil, vùng Cleveland lật đổ vị trí số 1 của Pittsburgh để trở thành trung tâm lọc dầu lớn nhất của nước Mỹ, và rồi loạt nhà máy lọc dầu tại Philadelphia, New York, New Jersey, New England, Pennsylvania cũng như là West Virginia cũng lần lượt trở thành công ty con của Standard Oil. Năm 1882, khi 43 tuổi, Rockefeller lập ra Standard Oil Trust và giữ cổ phiếu tất cả công ty trực thuộc. Báo chí Mỹ liên tục nói về sự bành trướng không mệt mỏi của Rockefeller. Người ta nói mỗi sáng thức dậy, tài sản của Rockefeller lại phình to hơn, và khi ông đang đánh săn thì cổ phiếu của Standard Oil cũng tăng từng giây. Ông tạo ra một hình thái doanh nghiệp mới mà sức mạnh và ảnh hưởng của nó lên nền kinh tế Mỹ còn đáng gờm hơn cả ngân hàng lớn nhất nước Mỹ. Standard Oil đánh dấu sự khởi đầu một kỷ nguyên độc quyền công nghiệp thời hiện đại, khi họ không chỉ nắm giữ các nhà máy lọc dầu mà còn cai quản cả hệ thống phân phối tiếp thị. Standard Oil thậm chí xây hệ thống ống dẫn riêng, sở hữu các tàu vận chuyển, xe bồn, lập cầu cảng, nhà kho và bãi chứa riêng. Đó là chưa kể họ mua đứt cả nhiều khu rừng, thuê khoa học gia thí nghiệm và sản xuất các sản phẩm hóa dầu. Cái tên Rockefeller lan rộng ra khắp thế giới. Nhân viên và đại diện của ông có mặt tại hầu hết các cảng toàn cầu. Từ dầu, Rockefeller bắt đầu mở rộng sang nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là sắt thép, hỏa xa và tàu biển. Thời đỉnh cao của sự nghiệp, Rockefeller trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của 33 công ty dầu và gián tiếp chỉ đạo kinh doanh cho hàng trăm công ty khác với số nhân viên lên đến hàng trăm ngàn người. Rockefeller trở thành người giàu nhất thế giới, vừa nể vừa sợ. Người ta bắt đầu nhìn ông như một mối đe dọa và gọi Standard Oil là một con quái vật bạch tuộc khổng lồ, vươn vòi thâu tóm và thao túng hệ thống kinh tế Mỹ. Chiến dịch chống độc quyền bắt đầu hình thành với mục tiêu hạ gục Standard Oil. Viết loạt bài trên tạp chí McClure năm 1902, rồi The History of the Standard Oil Company, quyển sách tạo ảnh hưởng cực mạnh và từng nằm hạng 5 danh sách 100 tác phẩm báo chí nổi bật thế kỷ 20 của New York Times năm 1999. Nhà báo điều tra Indiana Tarbell đã tấn công phương pháp kinh doanh và hoạt động tài chính của Standard Oil Trust. Rockefeller bị buộc tội chèn ép đối thủ bằng thủ đoạn có thể, từ việc thuê hối lộ để rình mò các công ty cạnh tranh, đến việc thực hiện đàm phán bí mật như kiểu gian xếp phải quấy sặc mùi mafia. Nói tóm lại, Rockefeller bị kết tội làm giàu từ xương máu kẻ khác trên bước đường kinh doanh. Rockefeller sẵn sàng nghiền nát mọi vật cản. Ông cười hả hê mãn nguyện từ những giọt nước mắt đau khổ của các nạn nhân. Và cần biết thêm, sở dĩ mà Indiana Tarbell đánh Rockefeller
là bởi bố bà chính là một trong những người được xem là nạn nhân của Standard Oil khi bị tập đoàn này đánh bật khỏi hãng dầu Shell Improvement Co. Ngay cả khi đã trở thành người giàu nhất nước Mỹ, Rockefeller vẫn duy trì tính căn cơ đến kỳ lạ. Bất chấp sự phản đối của gia đình, ông kiên quyết mặc những bộ công lê cũ cho tới khi chúng sờn rách. Một trong những món ăn ông yêu thích vẫn là bánh mì và sữa. Một lần, ông mời hai vợ chồng doanh nhân nổi tiếng của địa phương đến trang trại của mình ở Forest Hill, Cleveland nghỉ hè. Sau đó họ nhận được từ Rockefeller một hóa đơn đòi thanh toán tiền ăn $600. Năm 1864, ông kết hôn với bà Laura Christina Spellman. Hai người có 4 cô con gái rồi mới sinh được cậu quý tử là John D. Rockefeller. Tuy giàu thế nhưng mà Rockefeller với vợ nuôi dạy cho con cái về những giá trị của lối sống thanh bạch để tránh cho chúng bị hủy hoại bởi chính những khoản thừa kế lớn. Tại thành phố New York, Rockefeller con phải đi bộ từ nhà đến trường, trong khi những đứa trẻ con nhà giàu khác được đưa đón bằng xe có người phục vụ đi cùng. Còn để có tiền tiêu vặt, cô bé phải làm việc tại các điền trang của cha với mức lương giống như những công nhân khác. Sau khi qua đời, Rockefeller để lại tập nhật ký và quyển sổ chi dùng riêng của cá nhân ông. Từ quyển sổ chi dùng đó có thể bắt đầu từ năm 16 tuổi khi xin được việc làm cho tới khi chết. Sự tiết kiệm của ông làm cho bất kỳ ai cũng phải kinh ngạc. Cuốn sổ ghi đầy đủ các khoản chi của ông từ năm 1826 đến 1872, không để sót một khoản nào. Từ chi phí theo đuổi người bạn gái sau này trở thành vợ ông, như số tiền của mỗi lần tặng hoa, $118 mua nhẫn hột xoàn để cho lễ đính hôn, cho đến $20 chi phí hôn lễ, $1.10 tiền đăng ký kết hôn, $10.75 đi hưởng tuần trăng mật tại thác Niagara, thậm chí đến 3 xu để mua thêm thư cũng được ghi vào sổ. Và sau này khi về già, mỗi lần nhắc tới vấn đề tiết kiệm, bao giờ Rockefeller cũng cười to và nói: một món tiền to nhờ tiết kiệm mà có, một món tiền to đấy. Trong đời sống cá nhân và hoạt động kinh doanh, vua giàu luôn giữ nguyên tắc tiết kiệm, nhưng đối với phúc lợi xã hội thì ông không bao giờ tỏ ra buồn xỉn. Trái với bản lĩnh quyết liệt và tàn nhẫn trên thương trường, Rockefeller vẫn nuôi dưỡng được lòng từ tâm mà cha mẹ ông đã hôn đúc từ tuổi nhỏ. Ngay từ khi bắt đầu kiếm ra tiền, Rockefeller đã tài trợ những khoản tiền nho nhỏ cho nhà thờ. Số tiền tài trợ mỗi ngày một lớn và Rockefeller luôn nỗ lực cho đi một phần lớn trong khối tài sản ông tích lũy được. Cách xem xét tỉ mỉ và đánh giá thận trọng trong kinh doanh cũng được Rockefeller áp dụng trong hoạt động từ thiện. Và các khoản tài trợ của ông đều dành cho nhà thờ, khoa học, y tế và giáo dục. Năm 1896, Rockefeller không còn đến văn phòng hàng ngày nữa và một năm sau, ông nghỉ hưu ở tuổi 58. Từ giữa thập niên 1890 cho đến khi qua đời vào năm 1937, Rockefeller chủ yếu tập trung vào các hoạt động từ thiện, trường đại học Chicago mà Rockefeller chịu trách nhiệm chính thành lập, đã được ông tài trợ $75 triệu, một số tiền khổng lồ vào năm 1932. Trong chuyến thăm trường đầu tiên diễn ra vào năm 1896, nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày thành lập trường, ông phát biểu: "Tôi tin tưởng vào việc thành lập trường đại học này. Đây là vụ đầu tư tốt nhất tôi từng thực hiện trong đời. Chúa đã cho tôi tiền bạc, làm sao tôi có thể không tài trợ cho trường được chứ?" Ông cũng tham gia thành lập Viện Nghiên cứu Y khoa Rockefeller, nay là Đại học Rockefeller, với số tiền tài trợ cho viện này lên tới $50 triệu trong thập niên 1930. Rockefeller thành lập General Education Board, tiền thân của Quỹ Rockefeller, nhằm mở rộng các trường trung học trên khắp miền Nam nước Mỹ. Năm 1919, ông đã hiến $50 triệu cho các quỹ để tăng lương cho các viện nghiên cứu, vốn thấp nhất trong Thế chiến thứ nhất. Quỹ Rockefeller chính thức thành lập năm 1913 và vua dầu lửa đã chuyển cho quỹ này $235 triệu cho tới năm 1929. Khi qua đời, vào ngày 23 tháng 5 năm 1937 ở tuổi 98, tổng tài sản của tỷ phú giàu nhất mọi thời đại chỉ còn lại $26.410.837 sau khi đã quyên góp phần lớn tài sản trong hoạt động từ thiện cho con trai và những người thừa kế khác. Chỉ riêng công xóa sổ nạn run móc ở miền Nam nước Mỹ đã đủ đưa tên ông vào danh sách những nhà nhân đạo vĩ đại nhất thế kỷ 20. Nhưng danh tiếng của Rockefeller đã bị hoen ố đến mức ông chưa bao giờ nhận được sự công nhận quan trọng nào cho những đóng góp từ thiện của mình. Các nhà sử học chỉ viết về ông như sau: Rockefeller, từ một cỗ máy làm ra tiền, đã trở thành một nhà bố thí lớn của nước Mỹ. Sau khi qua đời, tài sản của Rockefeller thông qua một hệ thống các quỹ ủy thác vẫn tiếp tục cung cấp tài chính cho các hoạt động từ thiện của gia đình, các hoạt động thương mại và chính trị khác trong suốt thế kỷ 20. Hậu duệ của ông cũng là những doanh nhân và chính trị gia thành đạt. Cháu trai David Rockefeller là chủ nhân hàng đầu ở New York, người từng trên 20 năm giữ cương vị CEO của Chase Manhattan. Một cháu trai khác là Nelson A. Rockefeller, từng là thống đốc New York và phó tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ. Cháu trai thứ ba là Winthrop Rockefeller, từng là thống đốc bang Arkansas, chất của vua dầu lửa John D. J. Rockefeller.
hiện đang là thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ của Tây Virginia và là cựu thống đốc Tây Virginia. Năm 86 tuổi, Rockefeller tự tóm gọn cuộc đời ông trong một bài thơ như thế này: "Từ nhỏ, tôi đã được dạy cả chơi và làm việc. Cả cuộc đời tôi chỉ là một kỳ nghỉ dài hạnh phúc. Đầy ắp công việc và đầy ắp trò chơi, tôi bỏ lại nỗi lo lắng trên đường và Chúa ban phước cho tôi mỗi ngày." Cuối cùng, sau câu chuyện trên, Văn Tùng sẽ nêu 5 nguyên tắc hay câu nói đã giúp đỡ Rockefeller trở nên giàu có. Đầu tiên, không cần phải sợ chi phí lớn, sợ thu nhập nhỏ nếu bạn không có tiền mở một doanh nghiệp. Thứ hai, nếu bạn muốn thành công, bạn nên bắt đầu trên những con đường mới thay vì đi theo những con đường mòn của thành công được chấp nhận. Thứ ba là kiên trì. Đây thường là quy tắc chính của sự thành công. Có kiên trì có thể vượt qua mọi thứ, ngay cả quy luật tự nhiên nhất. Thứ tư, tôi thà kiếm được 1% từ nỗ lực của 100 người hơn là 100% từ nỗ lực của chính tôi. Thứ năm, tôi không có tham vọng kiếm tiền, chỉ kiếm tiền chưa bao giờ là mục tiêu của tôi. Tôi đã nhìn thấy một tương lai tuyệt vời cho đất nước chúng ta và tôi muốn tham gia vào công việc cho đất nước chúng ta trở nên vĩ đại. Tôi đã có một tham vọng để xây dựng một đế chế. Cuộc đời người, bạn muốn là người như thế nào thì thử thách sẽ tới với bạn như vậy. Để đứng trên cao danh vọng thì sóng sẽ to, gió sẽ lớn. Có thể trong mắt những người chỉ trích Rockefeller là một nhà tư bản tham lam, là người đã phá vỡ sự cạnh tranh và tạo ra sự độc quyền. Song đối với những người ủng hộ Rockefeller, ông lại được xem là một nhà doanh nhân thiên tài. Họ coi ông là tấm gương cho mẫu đàn ông tự lập ý tưởng, ổn định được một doanh nghiệp kinh doanh bất ổn, tạo ra công ăn việc làm, hạ giá dầu và là nhà từ thiện vĩ đại nhất trong lịch sử. Anh em nghĩ sao về câu chuyện của Rockefeller? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên like, subscribe, bật chuông thông báo trên kênh Văn Tùng Discovery để không bỏ lỡ những video thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.